Tỉnh. À, cô tỉnh có nghĩa là cô đã ngủ dậy, cô ngủ xong rồi cô. Ủa? Tỉnh rồi. Cái này ai xin gì vậy? Không, người ta xin phát trực tiếp chung á. Này hello, đang học mà vẫn coi like nè. Ê, bảy rồi, cô nhớ bắt nha. Ừ, cô nhớ bắt cái em gửi một cái bánh tráng nước mọi người ơi. Trời ơi, đồ ăn, trời ơi. Ai gửi? Ai giờ đồ ăn nè, trời ơi, đồ ăn quả ngỏ nè. Trời ơi, chết tôi rồi. Đây, xin kính thưa, đây là món nem nướng. Đây là trứng cút lộn qua Sài Gòn cũng có. Giọng càng đắt. Đồ không à. Hồ Tị Đàm. Hồ Bích Đàm. Đây, trứng cút lộn. Này, nhân vật khách mời ngày hôm nay đó chính là Trường Trẻ Trâu. Đẹp trai. Đây mọi người, Trường Trẻ Trâu nè. Chào tất cả mọi người nha, chào tất cả người hâm mộ của kênh chị Trâm nha. Không, cái này là YouTube chim. Mà ờ à, lộn live stream bay mà bay à. Ừ, Hồ Bích Trâm mất cái sồ luôn. Chẳng cái sồ một ba cười. Từ từ đếm cho nó cười lại nè, từ đếm lấy thế đó. À, bà cam đang coi, bà ca sĩ Cam á, người Quảng Ngãi luôn. Hello Cam. Chào Cam, quýt đâu rồi Cam? Cam ơi, quýt đâu rồi? Quán Như Ý ngon hơn. Em ơi, ngon hơn thì em qua đó em ăn nha em. Chị đang ăn quán Tỉnh. Tỉnh. À, tại vì 7 giờ rưỡi là anh Quang đi ra sân bay. Đó, thì trước khi ra là anh còn bào chị thêm một lần nữa, đó là ăn. Chị anh nói là bây giờ phải ăn, anh mới đi. Không ăn anh ở lại luôn. Một dĩa này là 50 nè, 100 nè, 150. Còn cái dĩa này là cho bao nhiêu? Cái dĩa này như thế nào? Mình hỏi dĩa này. Chắc 50 nữa. Là 200 ngàn rồi. Mà anh phải ăn đủ 1 triệu anh mới đi. Đúng rồi, cái này phải kêu thêm đủ đâu. Cái nào cho anh chị? Chính cúc quá hả? Không, 100. Ăn nha, cái này mình ăn với cái gì ta? Cái này sao bóc tay ăn hả? Không, tâm. Bóc tâm. Nhưng mà tâm á, anh bóc đi chứ được thôi. Em quăng xuống đất đi. Quăng rồi đó. Ăn thôi mà. Ăn cũng vậy à, cũng xin lỗi. Nhưng mà cái lộn. Thôi hai người cái lộn bình thường. Mọi người ơi, cái ăn tỏi được không? Tỏi này là của Trường Trẻ Trâu lột nè. Mà trường nó kêu là tỏi này là không có gì. Không có nồng, không có cay. Nhưng mà tỏi trời. Tỏi này rất ngon, tỏi Lý Sơn rất ngon. Ăn cay. Cay kìa trời. Anh phải ăn cuối cùng với cái này nó mới ngon. Anh ơi, anh coi em ăn tỏi nè. Đó, anh nhai nè trước đi, cái anh bỏ miệng tỏi vô cái anh nhấm. Đây nè, cắm cái này đi. Anh cầm một miếng tỏi nè. Tỏi rồi cầm. Đây. Đây luôn á. Ngay đồ ăn là một hồi lên viên nữa. Đây, mọi người hỏi Trường đang làm gì. Trường làm bánh cuốn cưng. Ủa là sao? Trường làm bánh cuốn cưng rồi sao? Đây, công việc của Trường bây giờ là Lọc tỏi. Người đàn ông của gia đình gánh vác trọng trách lọc tỏi. Hả? Đúng. Tỏi Lý Sơn rất ngon. Nó hơi cay cay tê nhưng nó không có nồng. Một mình em ăn được một cái tỏi không? Một em ăn 3 viên tỏi. Một lần hả? Bình thường mà. Cỏi nó trị bệnh hôi nách. Cái gì? Trị hôi nách. Phải không? Ăn tỏi vô nó hôi nách thêm nó bà. À, phải không? Đúng rồi. Nhầm. Rồi em nói ngược luôn á. Đúng rồi. Quên mắt. Rồi đất ơi. Ăn tỏi là để nhiều người theo dõi. Hello, 4050 người đang xem livestream. Tỏi Lý Sơn mọi người ơi, ngon lắm. Qua không ăn được tỏi sống rồi. Anh ơi, ăn rất là ngon. Áp đảo thì ăn được. Đây, mọi người coi bà Trâm ăn này nha. Đây là tỏi Lý Sơn. Tỏi Lý Sơn là cái tép tỏi nó nhỏ thôi. Mà tôi lỡ bóc chúng cái cục này thôi to. Chứ không phải là nó to đâu. Nó nhỏ thôi. Nè, mình cắm một miếng tương nè. Chưa, hãy ngậm trong miệng. Đừng nhai. Sau đó, lấy một miếng nem nướng. Cắm với mấy này. Nó thải à. Nem nướng trên muối đấy. Chấm muốn tiêu. Đúng rồi. Ôi, muốn chấm gì cũng chấm. Đúng rồi. Ok bà. Okay. Của bà muốn chấm gì chấm. Anh ăn một tép tỏi đây là rất là ngon. Bánh chung. Một tép tỏi.
Tôi có lửa ghép gì nhỏ dữ vậy? Cảm ơn anh Lộc. Lộc cầm muối. Ăn miếng đi, một miếng đi. Bỏ nào đâu đi. Bỏ nước mình cho một cân. Ăn được, ăn được, ăn được. Ngon mà, tỏi này ngon mà. Không, nhưng mà anh ăn tỏi nhỏ đỡ cay. Trường hồi trước kia em ở Ba Vì nhà em. Đỡ cái miếng tỏi đúng rồi. Giờ em ở đâu rồi? Em đang ở thành phố Hưng Hải. Mời mọi người nha, mời mọi người nha. Ủa sao từ Ba Vì đến đây vậy? Con mắt em bớt điêu lại được không? Con mắt em nó hơi điêu á. Điêu đâu? Nói vậy nè. Đây nè, mới mới mọi người. Cái đầu tóc này là ai chị em hớt vậy? Cô, cho con nước với. Món mới mọi người ơi. Để Trường giới thiệu về món mới nè. Trà đá luôn chị ơi. Món này là món bánh tráng mắm rút đặc sản Bờ Kè Hưng Hải nha mọi người. Siêu ngon luôn mà thấy sao? Ủa mắm rút đâu? Mắm rút đâu? Mắm rút người ta chét lên đây xong người ta nướng lên rồi. Nướng cái gì? Nướng lên rồi. Hơi nhạt. Ủa sao lại chưa ta? Bánh tráng mắm rút nhớ nhiều mắm rút lắm mà. Cái này em nhớ là cái sợi bò nó nhiều lắm. Thôi cái này cô xay nhỉ rồi. Dạ, tụi em đang ngồi quán quán tỉnh. Tụi em đang ngồi ở quán tỉnh. Ở địa chỉ là Bờ Kè. Bờ Kè Quán Nghĩa. Chấm cái này đúng không? Dạ, xuống Bờ Kè chụp hình với anh chị. Ok. Em muốn ra Bờ Kè thì tranh thủ. Tại vì 30 phút nữa là anh Quang phải đi ra Chu Le. Mắm rút quét lên bánh trắng rồi nha. Ủa quét lên chưa? Sao chưa nghe mùi ta? Quét lên nào đi. Cô ơi cho con một ký mắm lên đây đi. Ít lắm luôn, không có thơm luôn. Không có mùi thơm luôn. À, biết rồi. Tắm với nước tương hả? Mưa đó, thì trôi, cô bưng qua đi, trôi. Lậu. Lậu rồi. Hôm nay cái bạn gì comment đúng không? Cô gì nó ngon hơn. Nè, ok kệ. Tại vì trời mưa cho nên là chỉ có một mình cô tỉnh bán thôi. Tại vì có mình cô tỉnh nè. Cô tỉnh cô mới bán được, còn mấy bạn kia ngất hết rồi. Vậy nãy qua cô bán già già rồi, 70 tuổi rồi đó. Bao nhiêu mình ăn vì phụ nữ tinh thần đi. Mấy chú ơi, không ăn nè. Anh em chạy vô cái sảnh trung tâm tiệc cưới á. Mời cả nhà. Vô đó, xa lắm anh. Nem nướng. Xa lắm. Nem nướng tới đó không? Nhưng mà tôi đang chạy rất xa không? À đi đó. Nem nướng anh Quang. Ăn đây kìa. Anh Quang kêu gọi mọi người đăng ký kênh anh đi. Giờ đang ăn hả? Hồi nãy giờ quay anh đó hả? Nãy giờ quen chơi. Anh không biết luôn hết trời. Anh chúng ta đưa đầu nha. Trời ơi, lý tư. Rất ngon. Nãy giờ Quang ăn. Cái này là nem nướng nè. Cái này ai mang lên anh này à? Anh á. Dạ anh hả? Nặng lắm á. Tỏi nè. Đúng rồi, cái tỏi mà áp chảo ngon hơn, bận thấy ngon hơn. Áp chảo như này được chưa? Mà nãy giờ chú quên mất nè, mấy bạn ngon như thôi không? Không có thôi. Anh có nhỏ không thôi nhưng mà anh còn thích cái kia, anh lúc mà mình áp chảo lên nướng lên đó. Nó thơm là bùi, nó bùi. Thế là hôn ngọc ha. Nó bùi. Mỹ Liều Tiền đã có cái clip trước. Nét. Ở đâu có quân ở đó có mưa. Ừ. Là sao? Trung quân hay đó chặt mưa đó. Chặt mưa hả? Trung quân. Trung quân hay rõ. Ê, cuốn cúc lộn đi anh. Cuốn cúc gì? Cuốn cúc lộn. Bà gì? Dạ đua. Em không dám đùa với anh nữa. Thi ăn chôm chôm với ổng á mà. Thi ăn chôm chôm với ổng mà trong vòng bao nhiêu phút ta? Một phút ăn 40 trái. Ừ, một ký. Cái cúc lộn. Nè, cái cúc lộn nè. Ừ ha. Trời ơi. Cái gì trời? Xin lỗi ra đi không thấy. Tại núp lụm dưới đây nè. Trường nó giấu hồi trơn à. Ui, hồi nãy nhiều lắm luôn mà giờ nó mất rồi ta. Ừ. Hết rồi. Trời ơi. Đây nè. Nhà mình ăn ít của ta. Trứng cút lộn. Em ơi, kêu thêm trứng cút lộn đi. Cái trứng cút lộn trời mưa ăn ngon á. Nửa tiếng nữa. Anh đi ra mấy bài rồi hả? Mấy tiếng? Tiếng rưỡi nữa. Sao tiếng rưỡi? 5 giờ đi. 5 giờ mới đi mà. À, yeah. 5 giờ mới đi, giờ mới 3 giờ. Bây giờ đi chăm. Dạ, 5 giờ là đi. Không, em tưởng 4 giờ. 7 rưỡi. 4 giờ là từ xong nhà em. Lấy ra công trì vô đúng không?
Để chú lé em. Năm rưỡi ra cũng được. Năm rưỡi ra vẫn kịp. Chạy tiếng ra vẫn kịp mà. Thôi 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 thôi. 5 giờ đi cho chết. Em không muốn mọi người ở đây nữa, em sợ quá rồi. Sợ quá. Mời với ông cô ta nước rồi. Uống trà đá rồi ta. Ăn cái này uống trà đá là mệt luôn á. Chị. Hello, 5.000 người rồi. Em đói bụng chưa? Cái gì? Anh nào chơi chó nữa vậy? Nè, tôi nói biết trước nha. Ai coi kênh của Trâm hoặc là coi bay của Trâm mà chửi á, là Trâm chửi lại đó. Con ghé quẩn nghĩa dữ lắm. Cái chó là chơi với chó, không chơi với người á. Chó là chơi xấu á. Ừ. Chó chửi rồi. Nhưng mà nặng hơn chơi xấu chứ. Nói chung là thì nó thích, nó không thích mình thì nó chửi. À. Mọi người ơi, thích thì coi, không thích thì thôi, chứ đừng có vô đây nói tầm bậy tầm bạ nha. Mình ghét nhất là ai mà chửi tầm bậy tầm bạ đó. Ăn vừa thôi anh Quang. Anh không biết nữa, cái này tự cái tay nó bốc nó chứ ai không muốn ăn đâu. Chửi là lên view. Giống như hôm qua, giống như hôm qua tự nhiên anh nhận được cái comment, cái tin nhắn ấy, tự nhiên tôi là chưa bao giờ thần tượng ai, diễn viên chưa bao giờ thần tượng ai, thần tượng mỗi quen. Nhưng mà coi em chửi mình hết, em có nhờ tự lòng chửi đâu. Tự đang live stream tự vô chửi mình là mất dạy, chửi mình đủ hướng cho mình đang live stream đàn xong chửi anh nói anh không dùng những cái từ tục tiểu anh chửi, đúng không? Nhưng mà phải nói cho mấy bạn biết chứ là mình đâu phải mà mình tự chửi thôi ấy. Ủa thì diễn viên cũng là con người mà. Mất mớ gì phải chửi. Nhưng mà ngộ lắm nha. Vậy nè vui lắm. Ví dụ như đúng không, người ta chửi mình được mình nói lại á, kêu ồ cái con diễn viên này ăn nói vậy, ủa ngộ vậy, sao mấy bạn chửi mình được mà mình chửi lại không được. Đúng rồi. Ngộ quá ha. Hôm qua nói là chưa bao giờ dùng. Bởi vậy chửi tôi chửi lại. Chưa bao giờ dùng từ ai ghét tôi chịu. Chửi tôi chửi lẹ. Chửi không lẹ thì tôi chửi lại. Mình không bao giờ mình dùng những cái ngôn từ tục tiểu là mình chửi hết á. Mình nói hả tất cả mọi người, đặc biệt là những người đó xanh là dùng nick ảo. Cái đồ chán lắm mọi người ơi. Chán lắm. Đã nói nghệ sĩ là dành châu trong họ mà. Nước xuống rồi. Nước xuống rồi. Ăn không? Tỏ không em? Ăn tỏ không? Ơi đây là cái lần thứ hai Quang không? Mọi người Quang mới làm kênh YouTube nha mọi người. Hậu hò. Nói tên kênh luôn anh. Nói tên kênh luôn. À, Hà Trí Quang đang ăn mặc. Lại thêm nữa. Nói thêm hoài hả? Kênh YouTube chuẩn bị anh Quang thành lập đó là Hà Trí Quang lang thang. Lang thang trên đường mưa rơi. Hà Trí Quang tuyên đánh. Hà Trí Quang tuyên đánh. Bye bye chị Trương. Ở đây kênh này nữa này, bye bye. Đâu này đi Trương. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ chị Trâm nha mọi người. Cảm ơn Trường.